đánh và chửi con chị à? Cô nói thế có đúng không? Có. Cô có ép con nói như thế không? Con lên tín hiệu SOS cho mẹ biết ngay. Lắc đầu là tín hiệu SOS, đi vào nhà để mẹ giải quyết. Chạy vào. Eo ơi đùa chị ơi, chị trẻ con mất lòng người lớn thật sự đấy chị ạ. Bọn trẻ con nó có biết cái gì đâu mà đánh với mắng gì ở đây. Con em ấy không bao giờ đánh mắng ai nhá chị nhá. Ở nhà anh bảo nó rất là ngoan, ở nhà nó ngoan lắm. Giết con kiến nó còn không dám giết, chị lại bảo đánh mắng con chị vừa phải thôi, toàn trẻ con mất lòng người lớn. Thôi chị ơi, chị nói thế là không được nhá chị nhá. Con em không có làm cái gì sai cả. Trẻ con nó đùa với nhau một tí thế thì làm sao? Trẻ con nó có biết cái gì đâu. Khi nào nó chửi chị thì chị mách tôi. Còn bọn trẻ con chơi với nhau, chửi nhau, đánh nhau chuyện rất bình thường. Có thế tôi mà cũng làm u mết cả lên. Mình người lớn thì mình phải trẻ con chị ạ. Không ai làm cái trò đấy đâu. Em giáo dục con em như nào đấy là việc của con em. Sau này con em có lớn mất dạy đấy cũng là việc của con em. Nhà em hưởng chị ạ. Còn chị giáo dục con chị cho tốt đi. Trẻ con nó chơi đùa một tí cứ làm u mết cả lên. Chừng nào mất dạy em hay. Giờ chưa mất dạy chưa sợ. Chị dạy con chị trước đi. Rất là mệt mỏi luôn, thực sự luôn đấy. Khi tôi đi chợ kiểu... Con trai ơi, con trai vào mua cam cho cô đi con trai. Cam này là cam gì? Bao nhiêu tiền một cân hả cô? Cam nhà cô ngon nhất thị trường Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại con ạ. 200.000 một cân thôi. Ô, sao đắt thế hả cô? 190.000 đúng không cô? Chắc chí! Cam người ta ngon như thế mà là trả giá 190.000 mà bán được. Giết người à! À! 195.000 đúng không hả? Ví dụ cam không bán. Thôi được rồi, 200. Cháu mua cho cô đấy. Cô nói giá nào là chỉ có giá đấy thôi, phải tin cô là chuẩn nghe cho con trai. Mẹ tôi đi chợ thì kiểu... Chị gái yêu ơi, mua cho em cân cam đi nào. Cam gì đấy, bao nhiêu tiền một cân? Cam ngon nhất Việt Nam, 200.000 một cân. Ô điên à, crazy à, Michoso à. 200.000 một cân cam, 15.000 bán thôi. Thôi được rồi, bán mở hàng cho chị đây, đừng nói nhiều, một cân đúng không, đấy nhá. Mẹ tôi toàn kiểu... Mẹ ơi, đồ ăn thừa con bỏ đi nhá. Vứt ra vứt thế nào, mày điên rồi. Dậy đây. Mời bố trẻ ra kia ngồi chơi xem nước ạ. Mời bố ngồi ngự trên đấy. Không được cái việc gì cả, nhờ một tí việc mà bàn lùi không. Mày sướng quá, mày dừng mơ hả mày hả? Ăn đồ ăn thừa phải cất đi, mai còn ăn tiếp. Bỏ đi phải tội ra, mày hiểu chưa? Đằng nào mai mẹ chẳng vứt. Mày thấy tao vứt, mày cứ tặng thẳng vào mặt tao đi. Ngày hôm sau. Trước đi siêu thị kiểu hai người ở nhà để mẹ đi chợ nhá. Ở nhà thối hết cả thây ra rồi, để con khác tùng mẹ đi cho nó bó cần mẹ ạ. Cho con đi con cõng mẹ cho mẹ đỡ mỏi. Mẹ chỉ cần mua cái gì cho con đỡ đói thôi, thế là được. Con đi cho. Con đi cơ. Em đi. Tao đi. Hai đứa kia đừng lại đây, một mình tao đi, mẹ nha. Bây giờ đi siêu thị kiểu mẹ ơi, hết bột giặt, hết dầu gội, hết dầu tắm rồi, mẹ đi siêu thị đi. Đang giãn cách cả xã hội, người ta ở nhà, mày đi đâu? Anh Long lớn nách chua lắm rồi. Con nhất định là con phải đi đây chứ không chịu nổi nữa đâu. Mày coi ơi, hai cái thằng phản thịt này, mày phản mẹ mày đi à? Không sao mà, Lazada đây rồi, giảm đến 50%, lại còn miễn phí giao hàng. Tôi vừa đặt hết toàn bộ đồ cho nhà mình và cả nhà ông bà ngoại hết luôn rồi. Chúng ta cứ ở nhà, không sao mà, vẫn ổn mà. Cái nhà này không có chồng là loạn hết. Còn hai thằng kia đi quét nhà lau nhà rửa bát cho tao nhanh lên. Bác phiền lại, mai là ngày con về nhà chồng. Con phải sống sao cho phải đạo nha con. Con xin nghe lời mẹ, anh Cống yêu con. Con tin là tình yêu sẽ vượt qua tất cả mẹ. Nấy chồng dậu không phải lo lắng gì nhiều cho bố mẹ. Cứ mỗi tháng 10 triệu đồng chẵn là được. Đừng hỏi han gì nhiều nha con. Dạ mẹ. Phí chuyển khoản 1.500.000 mẹ chịu là được. Mẹ ơi, mẹ. Em giàu đây. Wow, giàu quá quá. Phiến ơi, từ nay đây sẽ là nhà của em. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Em tin anh. Con dâu của mẹ,
con hãy tự nhiên như đây là nhà của con nhé. Dạ mẹ. Đây là ai mà mặt ngu quá vậy mẹ? Cái thằng mặt ngu đó là ba chồng con đó con. Dạ con xin lỗi mẹ, con vô ý quá. Vô duyên chứ không có vô ý tứ. Nhà quê nhà cáo, lên đây mẹ sẽ dạy dần. Con đừng lo nha. Mẹ và vợ ở nhà nhé, con đi làm đây. Đồ ăn trưa này cống, đi làm vui vẻ nha con. Con cảm ơn mẹ. Con dâu của mẹ cứ nghỉ ngơi và tham quan đi nhé. Hiện tại con chưa phải làm gì đâu. Việc á, để mẹ làm cho. Dạ vâng, thế con xin phép đi ngủ ạ. Mẹ. Mẹ làm sao thế ạ? Nãy mẹ ra phơi đồ, ai ngờ con chim bay lạc trúng vào amidan của mẹ. Mẹ không sao. Sao mẹ không nhờ vợ con làm giúp? Ấy thôi, mẹ thấy con dâu ngủ từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, ngủ ngon quá mẹ không nỡ gọi nó dậy. Thương nó. Hey, vợ ơi. Hả hả? Mẹ ốm rồi kìa. Hả? Mẹ có sao không mẹ? Sao mẹ không nhờ con? Con mới chợp mắt qua 14 tiếng thôi mẹ. Mẹ không sao đâu, bệnh người già đó mà. Hai đứa đi nghỉ ngơi đi. Dạ, bọn con xin phép đi nghỉ. Lần sau em chú ý đó. Dạ, con chào mẹ. Đi nghỉ đi. Tính cướp con trai của ta ư? Ông ơi, tôi không để điều đó xảy ra đâu. Con hãy tự nhiên như đây là nhà của con nhé. Mẹ có sao không mẹ? Bệnh người già đó mà. Tính cướp con trai của ta ư? Ông ơi, tôi không để điều đó xảy ra đâu. Bác Cồm ơi, open the door now. Có việc gì vậy ạ? À? Cháu mời cô vào nhà. Có việc gì vậy cô? Vợ chồng mới về đấy. I wanna ask you. Cả ngày hôm qua, vợ chồng làm chi? Bà chứng sang chơi đấy à? Hôm qua, con dâu tôi lả đi. Từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Really? Bà có tận mặt nhìn thấy con bà đã ngủ không? Hay là nó cắm tú mái hôm? Nó quyền rủ chồng tôi. Cô nói vậy là sao ạ? À? Con xuyên vợ cháu mới về làm dâu mà đã quyền rủ my husband. Hôm qua con đi tôm tèm với nhau rồi đấy. Chuyện là như vậy sao? Trời ơi, tôi thật là nhục nhã. Tôi biết giấu mặt đi đâu đây? Mẹ để con dạy nó. Các người xem lại vợ, xem lại con dấu đi. I am hungry. I am angry. Sao cô có thể làm chuyện đồi bại như vậy? Bằng chứng đâu? Cô Phấn là bạn thân của mẹ tôi mấy chục năm nay, cũng là mẹ đỡ đầu của tôi. Chẳng lẽ vu oan cho cô sao? Anh nghe một lời vô căn cứ. Anh không tin em sao? Đồ phụ nữ lăng loạn. Tôi đi làm về sẽ xử cô sao? Em phải làm sao thì anh mới tin em đây? Cảm ơn bà. Nhờ sự trợ giúp đắc lực của bà mà thằng Công nó mới hiểu lầm con dâu thôi. Mọi lời nói xem như vô giá trị. Làm sao có ai biết được tôi với ba chơi lẹt mấy chục năm nay. Vì ba, tôi có thể làm hết tất cả. Because you are my everything. It's finally. Chỉ có bà là hiểu tôi nhất. Quá một bà mẹ chồng độc ác như vậy chứ. Bà cứ chờ đấy, tôi sẽ lột chân bộ mặt của bà. Clip đến đây là hết. Ôi